Thôi chơi. Nãy em đói em được ăn và em xuống tủ lạnh em lục thì em thấy có cái quả trứng mà em không biết để trong tủ lạnh lâu rồi, không biết cái quả trứng này còn hư hay là nó còn mới nữa, em không biết em có ăn cái đơn ăn được không. Rồi thì vậy em lấy cho mình đi nấu nha, một cái coi cái ly nấu cho có cái gì để được Ok, nha. để đi. Đây em, nếu giờ mình có những nước vậy thì sao là Đây bây giờ mình làm thử nha. Thì bây giờ lấy cái màu trứng này á bỏ vô đây, nhà thấy nó chìm đúng không? nó gì xuống tới đáy luôn. Đúng rồi, thì nó tươi tươi và cái ở đây là vì sao là nó lại tươi, là khi á cái quả trứng mà còn tươi á là bên trong á nó có một cái túi khí, nếu mà để lâu á thì cái túi khí đó nó sẽ lớn từ từ và nó có một cái dây trong nó sẽ nồng, nó sẽ nồng lại thì mấy cái trứng đó là trứng thú đó. Cần nhắc nha, từ món mà đã được cài là còn bị mấy cái trứng gì đó thì đó là cái phương pháp mà mình dùng là trứng thú là trứng còn tươi đó. Vậy chứng này còn được đúng không? Còn được này. Ok, có gì khó thì đến xin cái sao để biết nhé. Có gì khó thì tàn ngon hết.